hai bên nè. Mũi của em lấy đã luôn á. Ủa sao chân dài lắm. Ừ em cũng biết. Rồi chị nói ai nói. Ủa à. Lần nào cũng vậy mà. Chân dài lắm luôn. Ừ, lần nào chị cũng nói chân dài. Cứ combo một ẩn chân dài. Mới được nhiêu đây mà mấy cái mụn này đã không. Thà mụn ẩn còn đỡ hơn mụn viêm á. Thì mụn ẩn mình tha, lâu mình không lấy thành mụn viêm á. Vậy hả? Đúng rồi, thành mụn viêm nó mới thành sẹo nè. Dài thiệt.
Chỗ này hơi khó nặng xíu, anh chịu khó xíu ha. Dạ. Cố gắng xíu. Đó, ra rồi nè. Ở trong hốc mũi nữa chị. Ừ, trong hốc mũi cũng có luôn. Mọc mấy chỗ độc độc không à. Ừ, hiểm ừ. Thiệt. Ừ, cố gắng xíu. Em giỏi đó chứ. Khi mấy chỗ này á, tuy là khó nặng nhưng mà nó cũng đau. Dạ. Rồi, đi đây chị, đi đây. Siêu sâu. Rồi. Còn xíu cái chân nha, còn xíu cái chân. Rồi, lấy cái chân này ra nó mới hết. Chứ không là nó về nó sưng. Em quá siêu về. Thì chị ráng lấy với em sạch nhất có thể. Thôi lỏng nha, thôi lỏng nha. Rồi. Ráng xíu nha. Ráng xíu nha. Em cần nghỉ ngơi xíu không? Dạ không chị. Ừ.
Nó mọc ngay chỗ hiểm mà chị. Ừ. Đó vậy đó. Chị phủi bớt này không rớt cho miệng. Em đừng mở miệng ra nha. Dạ. Yeah. Trời ơi, nó cứng. Nó vậy mới ra. Không là nó không có ra em ạ. Lì. Ừ. Chịu khó xíu. Chị là người thứ hai trong cuộc đời làm rơi nước mắt. Rồi. Sắp xong. Để chị kiểm tra lại cái nè. Ừ. Cứ bình thường thôi, cứ từ từ. Mà em da khô quá thì em phải uống nước vô. Dạ. Chứ da thiếu hơi thiếu nước nè. Khô nhưng mà lại mụn. Hơi thiếu nước. Nhìn lấy cái mũi xong mà nhìn đâu có vết gì mấy đâu. Da em da dầu mà. Ừ. Dầu nhưng mà nó thiếu nước. Thiếu nước hả? Ừ. Nó càng nó da nó càng thiếu nước nó càng dầu. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nhìn cái môi em nè, khô rang nè. Nhìn cái bề mặt da của em nè. Tra lại mấy cái nốt này thử. Thì vẫn còn mụn luôn.